Sáng nay, xã Tam Đa, huyện Phù Cừ tổ chức lễ đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021. Sự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đặng Ngọc Quỳnh, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Quách Thị Hương, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Sau hơn 10 năm nỗ lực phấn đấu, xã Tam Đa đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về tổ chức sản xuất. Đến nay, tổng diện tích chuyển đổi trên địa bàn xã đạt 300 ha, trong đó diện tích vải lai chín sớm là 250 ha, cam các loại 50 ha. Diện tích cây trồng sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp là trên 108 ha, 20 ha được cấp mã số vùng trồng OTAS. Toàn xã có 7 vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Xã thành lập được 3 hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới và 1 tổ hợp tác. Vải lai chín sớm của xã đạt OCOP 4 sao, cam Hưng Yên và cam Đường Canh đạt OCOP 3 sao. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, xã Tam Đa đã huy động gần 500 tỷ đồng thực hiện và hoàn thiện các tiêu chí. Đến nay, 100% các tuyến đường trục xã thôn, đường ngõ xóm được bê tông hóa, trải nhựa áp phan, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng. Tỷ lệ người dân thực hiện phân loại và xử lý rác thải hữu cơ tại nguồn đạt 92%. Tam Đa là xã về đích nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của huyện Phù Cừ. Trong thời gian tới thì chúng tôi chủ yếu về cái sản xuất nông nghiệp, về chuyên canh, về vùng sản xuất, đặc biệt là vùng bảo vệ cái vùng vải lai chín sớm Phù Cừ, cây cam canh, cam đường, và có thể nâng cao hơn về một chuỗi sản phẩm, đặc biệt là sẽ sử dụng công nghệ cao vào sản xuất.